Chào tất cả các anh chị em môi giới nha. Hôm nay mình làm cái thông báo video này là mục đích để cho tất cả các anh chị em biết là Green Urban mình sẽ thay đổi cách quảng cáo để làm sao hỗ trợ môi giới quảng bá và giới thiệu sản phẩm Green Urban mình một cách hiệu quả nhất và chống việc cắt cầu. Thứ nhất là mình sẽ thay đổi cách quay YouTube để không có cái sản phẩm của bên Green Urban mình trong video, nó sẽ không để địa chỉ, không hình Bắc Đại Bàng nữa, không để giá nữa. Tại vì lý do là gì, nếu mà để hình của Bác Đại Bàng thì họ có thể dò ra, hoặc là để địa chỉ họ có thể dò ra, hoặc cái giá thì bên mình còn rất nhiều sản phẩm mà chủ đầu tư bán nước, chính vì mình cũng sẽ giá mình chỉ ghi trên tiêu đề thôi, còn hoàn toàn tiêu đề có thể thay đổi được giá theo thời gian. Thứ hai là tất cả sản phẩm của thông tin của Green Urban mình ở trên trang cá nhân của Bác Đại Bàng cũng sẽ được thay đổi là bỏ địa chỉ để khi khách hàng search ra, hoặc là mình sẽ không gửi thông tin đại trà với tất cả các môi giới về cái địa chỉ, mà chỉ gửi cho riêng cho các đồ chủ hoặc những người môi giới hợp tác mang tính chất lâu dài và chuyên sâu với Green Urban mình, để mỗi khi mà khách hàng mà muốn liên hệ thì bắt buộc vẫn phải qua các đầu chủ hoặc các cái môi giới chuyên sâu. Thứ ba, để đảm bảo quyền lợi của môi giới và anh em đầu chủ ấy, thì mình muốn là tất cả các anh em đầu chủ bảo với đầu khách khi mà đến xem nhà của Green Urban mình thì các bạn sẽ inbox thông tin, trao đổi thông tin lại với bên mình để là về 4 số chứng minh thư cuối và 4 số điện thoại cuối. Và có một cái video hoặc hình ảnh gắn liền với ngôi nhà của Green Urban mình, để khi khách hàng có quay lại, họ không, mặc dù họ không biết địa chỉ, họ không biết mình, nhưng họ quay lại vị trí đó, họ liên hệ với các cái đơn vị bộ phận để lấy được cái số. Tại vì khi khách hàng muốn cắt cầu thì hoàn toàn họ có thể làm được việc đó, nhiệm vụ của chúng ta là phải chống cắt cầu. Và với cách làm như vậy thì khi họ quay lại thì hoàn toàn chúng ta có thể là chống được tối đa cái việc đó. Và tất cả những khách hàng liên hệ trực tiếp với bên mình ấy, thì bao giờ bên mình cũng hỏi là nguồn thông tin từ đâu. Và với cương vị là một người đã xuất thân từ môi giới thì mình luôn luôn mong muốn là cái việc cắt cầu sẽ được hạn chế tối đa, tối giản nhất có thể. Và thứ tư, mình rất mong muốn anh em môi giới sẽ tìm hiểu kỹ về sản phẩm của Green Urban mình, biết cách phân tích lợi thế của sản phẩm, dòng tiền và tại sao lại nên mua sản phẩm này, và vì sao lại là xu thế trong 3 đến 5 năm tới sản phẩm này nó sẽ là rất hot, và các cái đối tượng phù hợp để mua sản phẩm của Green Urban mình, và những lưu ý khi khách hàng dẫn khách đến xem căn nhà của Green Urban mình, phối kết hợp chặt chẽ để với Green để chốt khách. Thì hiện tại là bên mình đã có những cái YouTube hướng dẫn cho các bạn đầu chủ và những bạn dẫn khách là biết cách phân tích lợi thế và tất cả những cái điểm mình vừa nói. Cái thứ hai là nếu khách ưng và những cái sản phẩm khách hàng tiềm năng thì mục tiêu của bên mình là bán từ ngay từ thời điểm dự án, bán từ thời điểm là mua đất, bán từ thời điểm là thiết kế, bán từ thời điểm là giấy phép xây dựng, bán từ thô, bán từ móng. Vì vậy tất cả những khách hàng tiềm năng khi các bạn giới thiệu đến Green Urban mình thì được coi là khách hàng mãi mãi của các bạn, và nếu khách hàng chốt thì là được sự hỗ trợ của công ty, thậm chí bên văn phòng mình còn có sàn mẫu, căn phòng mẫu để cho khách hàng xem. Và đó là cách thông minh để các bạn có thể chốt khách tại mọi thời điểm, và mọi nhu cầu của khách hàng Green Urban mình đều có thể đáp ứng được nếu khách hàng xác định mua sản phẩm bất động sản dòng tiền. Thứ năm là rất mong được sự hợp tác của tất cả các bạn, với cương vị là xuất thân từ một người môi giới như bác thì bác rất mong muốn là các bạn sẽ kết hợp chặt chẽ. Và thực tế đã chứng minh rằng là gì, sản phẩm là Green Urban mình thành công được là chuyên môn hóa và chỉ làm một sản phẩm duy nhất, đó là Green Urban mình. Và từ xưa đến nay, từ thời làm môi giới đến đầu tư, bác chỉ đầu tư duy nhất một sản phẩm, đó là Urban mình. Trước kia là hệ thống chung cư mini xanh và bây giờ là Green Urban mình. Và một thực tế cũng chứng minh là 100% khách hàng của Green Urban mình là đều qua môi giới, 100% nhập hàng của bên Green Urban mình cũng qua môi giới. Chính vì vậy là bác luôn cố gắng tìm mọi cách để là kết hợp với anh em môi giới một cách hiệu quả nhất, luôn luôn muốn mở rộng kết hợp với tất cả các anh em môi giới, luôn luôn muốn là cùng với các anh em môi giới có thể là chuyển sang đầu tư với số vốn không đồng, và luôn luôn muốn là gì, tất cả các anh em môi giới sẽ làm một cách gắn bó nhất, hiệu quả nhất với Green Urban mình. Rất mong được nhận được sự hợp tác của các anh em, và thông qua video này là
bên chủ đầu tư của Green Apartment có thể hiểu hơn về phương thức, cách thức làm việc, khi cần phải thay đổi thì Green Apartment sẽ tiến hành thay đổi luôn. Rất cảm ơn các bạn đã xem video, và một lần nữa rất mong sự hợp tác của các bạn. Ok, cảm ơn các bạn nha.